Vâng, ngày hôm nay đơn vị kỹ thuật Luxury chúng em lại rất là vui mừng khi mà được giới thiệu đến các bác một sản phẩm mới cực kỳ là đẳng cấp, cực kỳ được các bác mong đợi trong những thời gian vừa qua. Vâng, trước khi mở con máy ra thì em xin được giới thiệu đến các bác, đây chính là số điện thoại hotline của bên em 0901 247 247. Mở website bên em có đầy đủ hình ảnh cũng như giá cả công khai, kèm cả video clip về những sản phẩm cực kỳ hot. Website www.kilanluxury.com. Các bác vui lòng truy cập vào website để xem giá cả cũng như mọi chi tiết về sản phẩm. Chúng em đều cam kết với các bác sản phẩm có giá cả công khai. Và sau đây em xin được phép mở hộp của chiếc Vertu Ferrari da vàng. Phải nói ngày hôm nay em rất vui mừng khi mà được mở hộp một con máy đẳng cấp như thế này. Sau khi chúng ta mở nắp của chiếc hộp lớn ra thì bên trong có hai chiếc hộp nhỏ đều có ghi logo Vertu. Và đương nhiên chiếc hộp nhỏ chính là chiếc hộp chứa con máy Vertu của chúng ta. Và chiếc hộp lớn là chiếc hộp chứa phụ kiện pin sạc cáp bao da đi theo con máy này. Không chần chừ nữa thì em sẽ mở ngay hộp của chiếc Vertu này ra. Một con máy hết sức bóng bẩy. Các bác có thể thấy con máy này có một cái màn hình cực kỳ nóng không bạn? Em sẽ quay cận cái màn hình cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Thậm chí màn hình của chiếc máy này chúng ta còn có thể dùng để soi gương được. Vì em đánh giá màn hình của chiếc máy Vertu Ferrari da vàng này hết sức bóng bẩy và được làm từ chất liệu chống chảy xước. Một chất liệu có thể nói là được trang bị trên những dòng điện thoại cực kỳ đẳng cấp và những dòng điện thoại cao cấp. Đằng sau của mặt lưng máy có một logo hình con ngựa. Đây là logo của Ferrari bản Special Edition. Đây là một phiên bản cực kỳ hiếm. Và phải nói để sưu tầm được một con máy như thế này, Kilan Luxury đã rất vất vả. Đã rất là vất vả khi mà sưu tầm một con máy đẳng cấp và hiếm như thế này. Nhưng để phục vụ, để tạo nên sự hài lòng cho khách hàng về đa dạng mẫu mã sản phẩm thì bên em đã cố gắng sưu tầm được một con máy Vertu Special Edition Ferrari da vàng có đầy đủ full box phụ kiện. Khi nhìn vào phần khung viền của máy, chúng ta sẽ cảm nhận ngay được sự mạnh mẽ đến từ một con máy đẳng cấp Ferrari logo con ngựa. Phía gần cổng sạc của máy cũng được thiết kế in cho con máy một logo con ngựa của hãng Ferrari. Đây là sự hợp tác cực kỳ thành công và cực kỳ là đẳng cấp, tạo lên thương hiệu của hãng Vertu và Ferrari. Một chiếc máy thể hiện sự liên kết độc đáo, sự dày công, sự tỉ mỉ của Ferrari cũng như Vertu. Tiếp theo, em xin được giới thiệu
Ở phía bên trong chiếc hộp nhỏ này, ngoài con máy Vertu Ferrari bọc da vàng ra, thì chúng ta còn có một phụ kiện đi kèm. Đây là phụ kiện để chúng ta sử dụng nó để tháo nắp lưng máy ra và thay thế sim cũng như là pin của máy. Chúng ta sẽ để nó vào đây, giống như là mở chìa khóa vậy, xoáy ngược chiều kim đồng hồ và nắp lưng sẽ tự mở ra. Việc của chúng ta là sẽ lấy nắp lưng ra và thay thế pin cũng như là sim một cách dễ dàng. Ở đây thì em đã lắp sẵn sim và hiện tại em chỉ cần lắp lại mà thôi. Em sẽ khởi động máy lên cho các bác cùng chiêm ngưỡng là con máy này sở hữu một chiếc loa rất là khổng, nghe rất là rõ nét và khả năng lọc âm cực kỳ tốt khi mà các bác đi ngoài đường cũng như ở nơi ồn ào, thì đây là một con máy rất phù hợp. Và dường như con máy này thiết kế ra là dành cho những bác làm nghề doanh nhân, bởi vì con máy này vừa sang trọng, vừa đẳng cấp mà lại còn trang bị một chiếc loa khá to và tính năng lọc âm rất tốt. Vâng, loa kêu rất là rõ, nghe rất là rõ. Và sau đây em xin được phép test lại một lần nữa chức năng loa của chiếc máy Vertu này. Và bây giờ đây, em sẽ dùng một chiếc máy khác gọi vô số đang được lắp trong chiếc máy này và chúng ta sẽ cùng nghe xem. Chuông của chiếc máy này nó kêu rõ như thế nào. Chiếc máy Vertu Ferrari da vàng, ngoài nhạc chuông cực kỳ đẳng cấp thì chúng ta còn có một chiếc loa của máy được trang bị một chất lượng âm thanh cực kỳ tốt, cực kỳ là rõ và máy rung rất là mạnh. Một chiếc máy rất đẹp như thế này, tại sao các bác lại chưa sở hữu em nó? Vâng, sau đây em xin để chi tiết để các bác cùng có thể liên hệ và đặt hàng em máy này. Các bác có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0901 247 247 hoặc truy cập trực tiếp vô website kilanluxury.com để có thể xem được giá bán cũng như hình ảnh chi tiết, video chi tiết cụ thể về chiếc máy này. Và ngoài ra, website còn có giá công khai, cụ thể và còn thêm nhiều chiếc máy khác nữa đang chờ đón các bác cùng chiêm ngưỡng ở trên website kilanluxury.com. Vâng, em xin chân thành cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào, xin cảm ơn.